Bloomberg ngày 20 tháng 6 đưa tin, Tổng thống Pháp đã kêu gọi châu Âu không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, trong bài phát biểu tại một cuộc họp bên lề triển lãm hàng không Paris. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận nhiều vấn đề quốc phòng, trong đó có các cuộc đàm phán liên quan hệ thống phòng không, chống máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và vấn đề răn đe hạt nhân. Ông Macron đã cảnh báo châu Âu về việc phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí từ bên ngoài châu lục và khuyến nghị không nên mua những gì sẵn có mà mong muốn thúc đẩy sản xuất vũ khí, khí tài tại chỗ, xây dựng các hệ thống quân sự độc lập, sắp xếp lại sản xuất quốc phòng ở châu Âu và tăng cường tiêu chuẩn quốc phòng châu Âu. Ông nói, tại sao chúng ta vẫn phải mua hàng từ Mỹ quá thường xuyên như vậy? Đó là do người Mỹ đã thực hiện việc tiêu chuẩn hóa mạnh mẽ hơn và bản thân người Mỹ cũng có các cơ quan liên bang cung cấp những khoản hỗ trợ lớn hơn cho các nhà sản xuất của họ. Trước đó, Pháp đã công khai chỉ trích các kế hoạch do Đức dẫn đầu nhằm cải thiện khả năng phòng không của châu Âu, dự án lá chắn bầu trời châu Âu, bắt đầu khởi động vào cuối năm ngoái và sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không của NATO. Dự án có sự tham gia của 17 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh nhưng không có Pháp. Theo hãng tin Eesti Revolutionering, Estonia sẽ mua tên lửa phòng không Mistral theo một thỏa thuận mua sắm chung với 4 nước khác là Pháp, Bỉ, Cyprus và Hungary. Các điều khoản mua sắm sẽ do Pháp đàm phán do tên lửa Mistral được sản xuất bởi công ty Pháp MBDA. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanno Pevkur, việc này sẽ giúp đưa tên lửa Mistral đến Estonia nhanh hơn, với mức giá phải chăng hơn và tăng cường mạnh mẽ hơn hợp tác với Pháp. Hiện Estonia đã có tên lửa Mistral nhưng hệ thống vũ khí phòng không này cần được hiện đại hóa và tăng thêm lượng dự trữ. Việc các bộ trưởng quốc phòng NATO đạt được thỏa thuận vào tuần trước về luân chuyển lực lượng phòng không sẽ giúp bảo vệ không phận Estonia tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, cấu trúc hệ thống phòng không NATO gồm nhiều lớp và Estonia muốn tự bảo vệ mình ở mọi cấp độ phòng không. Ông cho biết, Estonia sắp kết thúc hợp đồng mua sắm phòng không tầm trung và chúng tôi hiện đang đàm phán lần cuối với nhà sản xuất tên lửa IRIS-T của Đức. Tên lửa Mistral sẽ bổ sung cho hệ thống Mistral hiện có. Chúng tôi cũng đang tiến hành quá trình mua hệ thống tên lửa Vafai Pirun từ Ba Lan. Mỗi hệ thống vũ khí sẽ được đặt vào đúng vị trí của nó để đảm bảo tốt nhất các lớp phòng không. Trước đây Estonia cũng đã từng tham gia mua sắm chung với Latvia, Litva, Ba Lan và Phần Lan. Tuy nhiên, hợp đồng mua sắm chung tên lửa Mistral giữa năm nước cho đến nay là hợp đồng lớn nhất và sẽ được thực hiện trong vài năm tới, phụ thuộc vào điều khoản thương thảo của các bên tham gia. Phương thức mua sắm vũ khí này sẽ đem lại ưu đãi tốt hơn về giá, thời gian giao hàng và trong tương lai các thành viên NATO sẽ thực hiện nhiều hoạt động mua sắm chung như vậy hơn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.